vị các bạn đến với chương trình khảo sát 100. Với câu hỏi này, chúng ta có 5 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không ạ? Có hay không? Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Hãy mở dùm tôi ô số 4 đi ạ. Và ô số 5. Như vậy là sau vòng thi thứ nhất, tổng số điểm như sau. Điểm số vòng này nhân đôi. Với câu hỏi này, chúng ta có 8 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Ô số 6. Ô số 7. Và ô số 8. Như vậy sau vòng thi thứ hai, tổng số điểm như sau. Khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không?
hay không? Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Vào số 5. Ô số 7. Và ô số 8. Như vậy là sau vòng 3, tổng số điểm như sau. Bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu thứ ba. Và bạn đã trả lời. Và câu thứ tư. Bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời. Bạn đã trả lời. Mày đi không nữa, đường máy được cái. Không có được. Mày đi không nữa, về thì mới được. Ừ. Người đây, người bộ ngủ, người này không ngủ. Và bạn đã trả lời. Rồi, thôi đi. Rồi này ngủ. Mày có đi học không? Hả? Mày có đi học không? Câu hỏi số 5. Cái này có gì đâu chơi hoài. Và bạn đã trả lời. Rồi, thôi ngủ đi con.